Trời đất ơi. Nhưng mà để nó nói về những cái năng rồi. Đâu cần được đâu mình đâu. Không cần đâu rồi.
chùa ủa khóc cái mặt thuyền đó năm phút vào nhà nó làm phát không nhưng ta là một phát đó còn đây không nói rồi thế bạn mua mẹ thì có đồ bi cái sữa chùa bố mẹ bạn uống cái đấy thì mẹ mình uống nó hai lại chứ ông mua cái đồ bi này mà lóc cái luôn thì sẽ uống ấy ờ con đồ bi này mà lóc mà cái ống nó to phải lóc cái gì không cái hai bàn tay đâu ta không phải uống cái bốn lóc đấy uống hiểu rồi thấy thế mà nó cũng không có nghề đánh chiến của đấy không hề nhá, dạo này người ta không bị táo bón đâu các bạn ạ. Tớ bảo là chi được. Nhưng mà uống cái ăn nước chua này có đi ở trong tiệm rồi với lại trong gần mình xuống em mà. Thì nó khó đi, chứ không phải là do em gì cơ địa. Thì bé nước chua giờ nó bị ra nước chua mà bị hẹn đi chứ, ví dụ như là bị xuống em thì mới ăn nước chua. Thì nước chua là bị ra không phải là thì nó là bị táo bón không phải là do xuống em. Ngày xưa tao là trường hợp táo bón là do xuống em. Ngày xưa là cười ông anh qua thì mà vẫn thấy người quay xong mình chả biết xong mình có gì để quay mẹ đi rồi ấy thế xong ông sau ông nhìn lại ông mở cái này rồi mà mình nhiều mèo xong bảo cái gì con mèo này tôi không có mấy đợt con mèo tôi không có chụp chụp đâu con mèo à bắt đầu mình thôi sao Thank you.
cưới rồi. Đó, làm thế nào? Có làm cưới. 17 thì sao biết? Có thiệp rồi. Đó, có thiệp rồi. Ai đăng? Có đăng phải đăng. Ông gửi hai cưới hội á? Nhẫn đính hôn cầu hôn rồi còn. Cầu hôn mà còn đến hỏi hiểu không? Ừ, nhẫn hỏi thì cưới, anh hỏi trước ngày chứ mấy. Thank you.
công tác.